Thùy Dương xin chào cả nhà nha. Hai Lúa xin chào cả nhà nè. Hôm nay hai chồng Thùy Dương với Hai Lúa lại đi đào sò nữa nè cả nhà. Đào Razor Clam. Đào Razor Clam là con sò ốc móng tay hả? Ốc móng tay. Mà ốc này nó không có giống như móng tay mà nó bự lắm nha cả nhà. Giống như móng chân. Phải gọi là ốc móng chân mới đúng à. Chứ còn ốc móng tay nó nhỏ xíu à. Nó như ốc móng tay, nó như cái móng tay vậy. Còn cái này là nó bự lắm. Lát nữa ra ngoài á, bắt cho cả nhà xem nha. Cả nhà theo hai vợ chồng Hai Lúa với Thùy Dương nha cả nhà. Nè cả nhà ơi, Thùy Dương ra tới ngoài biển rồi nè cả nhà. Thùy Dương quay cạnh biển cho cả nhà xem nha. Xa xa ngoài kia kìa. Cả nhà có thấy đông người lắm không? Quá chừng chừng đông luôn cả nhà. Hôm nay á là ngày đầu tiên của năm 2021, người ta mở biển này nè, bắt con ốc móng tay á cả nhà. Nè thấy xe đậu đoàn đoàn đừng có không cả nhà, quá chừng chừng đông luôn nè cả nhà. Đó mới là một góc thôi nha cả nhà. Rồi Hai Lúa đang chuẩn bị mặc đồ mặc đồ xuống câu cá rồi bắt ốc nè. Bây giờ thì Dương đang trên đường đi ra ngoài bờ biển để tìm ốc ốc móng chân. Tại nó to quá thôi kêu ốc móng chân luôn đi. Thằng anh trai Úc của Thùy Dương nè, kêu nó đi quay phim cho Thùy Dương nè. Hai Lúa đang bắt nè. Đó, Hai Lúa bắt lên được con nào chưa? Đó. Nè, đó được con bự ơi bự luôn nè. Hai Lúa bắt được cả đống luôn rồi nè cả nhà. Wow, quá chừng bự luôn nè. Quá chừng bự luôn. Nè, bắt là phải ấn nó xuống như vậy cả nhà. Ơi, được ba con rồi. Ủa hai anh Hoàng? Hai em. Nãy giờ không thấy. Đưa cháu chắc đồ lên luôn hả? Ừ. Wow. Đó chị đi. Ủa hả chị? Đây người đẹp. Cái hồi đó mình cũng... Ủa anh Hoàng, sao anh đứng ngược rồi anh? Đi ngược hả? Anh phải quay cái mặt ra ngoài bờ biển kia. Ok. Anh đứng ngược chiều rồi. Nếu mà đứng quay mặt kia. Đứng quay cái mặt kia. Nè, đứng giống Hai Lúa nè. Đứng quay mặt ra bờ biển. Đào thì nó không bị bể đó. Hai Lúa bắt ngầu chưa? Đào cái là lên con bự ơi bự luôn á. Wow, quá trời bự luôn. Đủ rồi anh Hoàng? Đủ rồi hả? Mới đó đủ rồi. Mới đó 15 con đủ một người rồi. 15 con một người. Đây em hai em gái Hai Lúa rồi giờ ra bắt nè. Chào cả nhà nè. Đào có được không? Đó nhỏ. Kéo lên. Đó nhỏ. Đó nè. Okay. Thấy chưa? Hello con. Thêm một xúc nữa. À. Là em tìm không đúng lỗ rồi. Lâu rồi không có đi đào, không biết cái lỗ đó. Đó là phải đứng quay mặt ra biển giống như bà này nè. Đó thấy chưa? Phải đứng đúng cách á, thì khi mình bắt á, không có bị bể, không có trúng nó mà không có bị bể, mà cái ống nó hơi xin xin một chút xíu nha cả nhà. Wow. Hai Lúa chơi một cái lút cán luôn. Đó, một cái lút cán là lên liền à. Dư lỗ rồi sao? Đây cho mọi người xem cái lỗ nè. Đó, đây là cái lỗ khi mình biết là nó có cái con ốc móng chân hay không á, là cái lỗ nó giống như vậy á cả nhà. Đó lỗ. Đúng
là biết có lỗ hay không là phải đi đi giống như tập quân sự vậy đó. Nó nghe đùng đùng á là nó thụt xuống là mình thấy nó là mình đào thôi cả nhà ơi. Hai lúa chơi là thừa lút ống lút cán không à. Đó, lút cán là nó lên liền à. Gì? Em tìm có đúng lỗ không? Ai biết? Thấy cũng lỗ lỗ đó nè, phải không? Em nghiêng nghiêng cái ống lên chút xíu ra đằng phía sau em á. Nhẹ quá không lút cán được. Nặng lắm chứ bộ. Xung vừa mà quay rồi nó kia thấy thùng vĩ với nhau biết đã được hết rồi. Đây cháu ha, cháu của hai lúa đây. Cháu hai lúa cũng đi đào đây. Có gì á? Ô gì á? Ai gác quá? Có không? Có hả? Đó đây nè. Thấy chưa? Đó bực chưa? Thấy chưa? Đó, lớn dễ sợ không? Pha lưu đi. Con rồi đó. Lily, mắm đi gặp quan nè con. Đó, ngầu chưa? Cần phải lấy nước để rửa thì bây giờ cứ ấy đi, lát nữa rửa sau. Bên kia mệt đào, mệt rồi ngồi nghỉ. Đào này vui lắm nha cả nhà. Thấy đông không? Bãi biển đông không? Quá chừng đông người luôn nè, cho cả nhà xem bãi biển nè. Quá trời đông đông người luôn đó nha cả nhà. Biển ngoài này sóng lúc nào cũng lớn hết. Tại vì là biển lớn đó. Đó, quá chừng chừng đông luôn, xa xa quá trời đông luôn nè cả nhà. Bôi đào đi bôi. Bôi biết đào không? Đào. Hả? Tìm cái lỗ ơi. Ê chết mày không? Lỗ lớn lên đi con. Bây giờ đi tìm lỗ nha cả nhà ơi. Lỗ có không? Phải đi tìm lỗ. Thấy lỗ mình mới đào nha cả nhà. Lỗ đào hết vậy. Đây đây lỗ nè. Đây một cái lỗ nè. Đó, một lỗ. Bây giờ đào thử nha. Giờ Thùy Dương á đứng mặt quay ra biển nha cả nhà. Nghiêng cái ống đi một chút xíu, mình đưa cái ống vào đây. Rồi. Nghiêng cái ống chút xíu xong rồi bắt đầu mình đưa xuống nè. Cho nó xuống. Người mình nhẹ quá, 120 pound mà 60 kg mình ấn xuống nó không xuống luôn cả nhà. Nha cả nhà.
một con nè, đó Thùy Dương đào được con rồi nè cả nhà. Con này á, thì thuộc loại nhỏ, không có lớn lắm. Nhỏ á, thì mình không có lấy, lát mình tìm mấy con to mình đào tiếp nha cả nhà. Đau cái lưng. Không có lấy. Ây da, nó nặng. Này nó xong lắm. Cho nên là phải làm ba cái thục như vậy nó mới xuống tới nơi rồi. Chưa chạy. Cái chỗ rồi sao? Lên rồi nè. Đó, đá không cả nhà. Wow. Bự không cả nhà. Nè. Cho cả nhà xem nè. Con này là bự rồi nha. Con này là lấy được luôn rồi nha cả nhà. Thấy nó bự không? Rồi bỏ vô xô. Wow, hai lúa đào quá chừng luôn rồi nè. Quá trời trời luôn rồi. Double impact. Hai lúa một lần đưa lúa cám là Thùy Dương không lúa cám được. Ui chu cho nó nặng. Không lúa cám được. Ui chu cha. Nặng quá chừng. Chưa nữa. Nó còn sâu lắm. Thấy chưa? Nó sâu lắm. Sâu quá. Wow, ây da. Ngồi luôn rồi. Ây da nặng. Một người đào làm sao cho ba người làm sao mà đủ sâu. Anh lấy ống này đi. Ủa? Ủa, chưa chưa.
mày phải dùng cái bắp đùi với mày dùng cái lưng về là chết luôn á. dùng cái lưng về là coi như là nằm liệt giường luôn. Dùng cái đùi. Cái lưng về là chết chắc luôn. Con này đó, được nhiêu đó con á, bự vậy đó. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bịch khác, cho cái bịch đây mát.
Ây da. Đây. Thì Dương bỏ vô cái bịch này nè. Lát nữa thì Dương đưa xuống biển thì Dương nhúng cho nó sạch hết cát luôn cả nhà. Đếm vô đây 15 con nữa. Con lớn nha. Ok, check it out baby. 4 con. Hai lúa mạnh quá, hai lúa đầm bể hết trơn rồi. Mấy con rồi? 5 con. 6 con. Cái bịch này nhỏ quá. Bịch này nhỏ anh. 6 con đây rồi nè. 7 con. 8 con. Con này nhỏ quá à. 1 con. 12 con. 3 con. 4 con. 15 con. Wow. Đây được 15 con đầy bịch này. Đầy bịch này á cả nhà. Rồi bỏ qua một bên. Rồi được 2 người rồi. Con nhỏ nhỏ này lắc để đi câu cá cả nhà ơi. Nó bẻ đi câu cá. Cái con này cũng lớn. Đưa cái bịch kia má luôn đi. Đưa bịch kia ra luôn. Em hai lúa đào kêu đau lưng quá rồi. Sao cái này? Hai người đấy hả? Mấy con nhỏ à? Đâu? Kim chi? Mấy con này nhỏ quá. Nhỏ quá chứ chôn xuống cho nó sống. It's so small. Thôi đẻ đi. Đây được có 3 con à. Bây giờ mình đi tìm mấy con lớn nữa mình đào cả nhà. Không có lấy mấy con nhỏ này. Cả nhà thấy nó thò chân ra nó đào không cả nhà? Đang thò chân ra nó đào rồi cả nhà. Đó, nó thò chân ra nó đào lỗ. Nó đang muốn đào lỗ để nó xuống nè. Đấy, giờ nó ruột xuống rồi. Đã đây á, là lát nó đào xuống á, là nó chui xuống lại à. Nó không có chết đâu cả nhà. Cái con này bị bể. Cái con này nhỏ quá, thả xuống lại. Lát nữa để đây là nó tự đào lỗ nó chui xuống lại à. Cho nên nó không có chết. Rồi giờ đi tìm con khác đào đi. Sáng giờ đào nhiêu đó thôi hả? Yếu gì trời. Thấy hai lúa mình đào quá chừng luôn nè. Ừ, sân này nó đào hay quá mà. Đó. Ô, coi mới đào con bự không à. Dạ, yeah. Đào là lấy con bự giống vậy nè. Sao? Wow. Con nhỏ chê nha. Này là lấy con nhỏ là chê, thấy con nó bự không? Sao này nó đào hình như là nó nhanh. Anh đào chậm á. Đúng rồi, đào chậm với nó thụt xuống chậm, nữa. Nó đi nhiều khi đi 4 lần mình bắt được nó. À. Không đào nhanh á thì nó nằm trong ống rồi nó không thụt xuống được. À. Còn nếu mình đào chậm á nó lại thụt xuống nữa, mình lại bắt đầu thụt sâu hơn nữa thì mình mệt. Mình phải nhanh. Đó. Rồi. Giờ đi tìm mấy con to bắt tiếp. Lai ơi, đúng chưa? Em đủ rồi, go home. Đủ đâu mà đủ. Đủ rồi, 45 con mới đủ lận. 45 con sáng giờ có nhiều đó. Đếm được bao nhiêu rồi? Con bể nó đâu có đếm đâu không? Con bể em bỏ đây rồi. Nhưng mà nó đâu có đếm đâu. Xong đếm. Bể hai con còn con phải trừ. Bể hay không bể gì anh cũng đếm hết trơn á. Đi ra đổ bình nước đi. Đổ bình nước đếm quá. Bây giờ đi rửa đi.
quá chừng luôn. Nè, bự không cả nhà. Quá trời trời luôn nè. Bả không thấy không? Nè ba con bự nó đang đào xuống nè. Thả nó xuống đi, nó đào xuống à. Like, đăng ký kênh của Thùy Dương nha cả nhà. Rồi, xin chào, bye bye.